Theo Ủy ban Nhân dân huyện Cư Cui, tỉnh Đắk Lắk, trên dọc tuyến quốc lộ 27 thuộc thôn 8 và thôn 13 xã Ia Tiêu, có 58 hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng 64 công trình nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Việt Thắng quản lý. Tại đây, rất nhiều hộ dân đã tự ý sang nhượng hợp đồng nhận khoán với giá cao rồi xây nhà để kinh doanh buôn bán, đón đầu quy hoạch dự án khu đô thị. Có hiện tượng tức là bà con tuyên truyền với nhau là đã được quy hoạch đô thị thì tỉnh sẽ thu hồi đất và giao cho huyện để bố trí dân cư. Người dân có đất phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó việc mua bán đất làm nhà trái phép là diễn biến ngày càng phức tạp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Việt Thắng và xã Ê Tiêu không quản lý hết được vì các giao dịch mua bán chủ yếu là sự thỏa thuận ngầm bằng giấy viết tay, thậm chí là công ty chưa quyết định cho sang những hợp đồng một trường hợp nào. Những người lao động mà làm nhà trên đất nông nghiệp không phải là họ không biết sai, nhưng mà cũng có những vấn đề bị giật dây, tức là người này làm được để người kia làm được, thậm chí là còn tập trung lực lượng đông để hỗ trợ nhau hoàn thiện công trình xây dựng nhà ở trong một vài ngày, và chủ yếu là làm vào ban đêm vào ngày nghỉ để tránh che mắt cơ quan chức năng. Sau khi phát hiện vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã Cư Cui đã thực hiện nhiều biện pháp như lập biên bản tạm dừng, xử phạt hành chính, vận động người dân tự giác tháo dỡ nhưng đều không thành công. Chính vì thế, địa phương đã lập phương án cưỡng chế tháo dỡ 64 công trình nhà xây dựng nêu trên từ ngày 27 tháng 5 đến 31 tháng 5 và sẽ chia làm 3 đợt. Trong đó, đợt đầu sẽ cưỡng chế 5 công trình do cán bộ, đảng viên xây dựng trái phép để làm gương cho quần chúng noi theo. Trước cái tình hình đó, thì huyện Chư Quynh là kiên quyết trong cái việc là nhằm để thực hiện tốt cái việc quản lý đất đai, lập lại cái kỷ cương trật tự trong cái công tác xây dựng, thì đảng bộ của huyện Chư Quynh quyết tâm là phải triển khai thực hiện tốt cái việc quản lý này. Được biết, sau khi hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ, Ủy ban Nhân dân huyện Cư Cui sẽ chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã Ia Tiêu và các cá nhân liên quan trong việc để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nói trên. Đồng thời có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Tổng công ty Cà phê Việt Nam xử lý trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Việt Thắng trong quản lý đất đai.